Em chạy bò Long Linh ha, em quay clip báo giá cho cô chú anh chị mình một con đực ba bê màu coi ha, bò mẹ ăn con ha, bò bê cạo ha. Đầu tiên hết trơn là một con bò đực ba bê của màu coi ha cô chú anh chị mình ha. Bò F2 ha, giò cẳng rồi ăn uống ok hết trơn ha, bò này em bao tạc lỗi cho cô chú anh chị mình ha. Ăn uống bình thường ha. Ăn cỏ ha cô chú anh chị mình ha. Cái chiều cao nó là 8 tấc ha cô chú anh chị mình ha. 8 tấc. Bò đực màu coi này em bán cho cô chú anh chị mình là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu cho con đực ba bê màu coi ha. Theo là một bộ mẹ con ngáy cái ha cô chú anh chị mình ha. Mẹ tản thận mẹ luôn ha. Mẹ đẻ lướt đầu. Đó. Con mẹ cao là tầm khoảng 1m25 tới 1m3 ha cô chú anh chị mình ha. Ôm theo ngáy cái hết hồn luôn, mát sữa luôn, bò mẹ mới đẻ lứa đầu luôn ha cô chú anh chị mình ha. Nghe cái nó là con, trắng này nè. Đó. Trắng này cỡ 6 tháng bò ha cô chú anh chị mình ha. Mẹ con nghe cái ha. Mẹ cỡ 140-150 thịt ha. Đó. Mẹ con nghe cái. Quá trời nghe luôn cô chú anh chị mình ơi, mẹ con nghe cái đẻ lứa đầu luôn. Đó. Mẹ con này em bán cho cô chú anh chị mình là 36,5 triệu ha. 36,5 triệu cho mẹ con nghe cái ha cô chú anh chị mình ha. 36,5 triệu cho mẹ con nghe cái này. Đó. Tiếp theo là một con ba bê cạo ha cô chú anh chị mình ha. Ba bê cạo ha. Đít nè, đó giò cẳng nè, cô chú anh chị mình mà có nhu cầu nuôi sinh sản hay là đám tiệc nhỏ nhỏ gì đó cô chú anh chị mình tham khảo con bò này của em ha. Nó khoảng từ 1m tới 1m1 bò ha cô chú anh chị mình ha. Bò ba bê đen này em bán cho cô chú anh chị mình là 12,5 triệu ha. 12,5 triệu cho con bò ba bê đen này ha. Đó. Cô chú anh chị mình mà có nhu cầu nuôi sinh sản hay là cái gì đó là nuôi thịt gì ổ béo gì đó cô chú anh chị mình tham khảo mấy con bò này của em ha. Yeah.